Mai xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Cả nhà ơi, thì sáng hôm nay em gái của Nguyệt Mai sẽ chở Nguyệt Mai đi tham quan Hà Tiên. Thì trước khi tham quan Hà Tiên thì Nguyệt Mai muốn mời cả nhà cùng với Nguyệt Mai dạo một vòng xung quanh thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang nha cả nhà. Thì Nguyệt Mai sẽ đi đến Hà Tiên nhưng không đi đường quốc lộ nha cả nhà. Nguyệt Mai sẽ đi con đường tắt từ Kiên Lương đi qua Hòa Điền, và từ Hòa Điền này Nguyệt Mai sẽ đến thành phố Hà Tiên nha. Thì con đường tắt này thì nó sẽ ngắn hơn và đường nó cũng khá là phẳng. Còn đường quốc lộ bên ngoài á cả nhà thì có một số chỗ nó vẫn còn rồ rề á, nó hơi xấu, cho nên Nguyệt Mai không đi cái đường quốc lộ nha. Thì Nguyệt Mai mời cả nhà cùng với Nguyệt Mai đi đến Hà Tiên bằng con đường tắt này nha. Nguyệt Mai đang ở khu vực chợ Kiên Lương nè cả nhà. Cả nhà có thấy là những gian hàng rất là đông đúc. Vào buổi sáng thì chợ họp rất là đông nha, rất là nhộn nhịp, đầy đủ rất là nhiều các gian hàng như trái cây, thịt, cá, rau, củ quả, vân vân, các loại bánh. Nguyệt Mai đang đến khu vực ngã tư nè cả nhà. Ở đây là công viên, còn đi thẳng lên trên là đến ga quốc lộ và có nhà thờ Kiên Lương nha cả nhà. Công viên ở đây có rất nhiều hàng quán bán rất là đông đúc, rất là nhiều là hàng quán luôn đó cả nhà, với nhiều loại thức ăn. Nhà ơi, Nguyệt Mai đang chuẩn bị lên cây cầu vượt cho cả nhà. Đây là cầu vượt đường chữ Y, vượt từ Kiên Lương, vượt sang con sông để đến xã Hòa Điền nha cả nhà. Ở phía dưới là quốc lộ đó cả nhà. Đây là đường quốc lộ, vượt qua đường quốc lộ rồi vượt qua con sông này. Ở dưới là phía dưới là con sông này nè cả nhà, thì sẽ đến xã Hòa Điền. Bây giờ có cầu rồi thì đi qua cầu vượt mỗi một lượt như vậy là 2.000 đồng nha cả nhà. Khi qua xã Hòa Điền thì không khí thật là trong lành mát mẻ luôn cả nhà ơi. Những hàng cây xõa bóng hai bên đường bê tông, rồi những cánh đồng lúa xanh mát, nhìn rất là thích luôn. Không khí ở đây rất là trong lành. Lò vôi nè cả nhà, lò để đốt tha đá vôi làm vôi ở xã Hòa Điền thì có rất nhiều những cái lò vôi như thế. Thì Nguyệt Mai sẽ đi vào cái khu vực Đức Mẹ Núi Chầu nè cả nhà. Đây là Đức Mẹ Núi Chầu. Ở đây có một cái đền thờ Đức Mẹ ở Núi Chầu, và ngôi trường của Nguyệt Mai lúc trước Nguyệt Mai dạy ở đây nè cả nhà. Hôm nay nhân dịp Nguyệt Mai đi ngang, Nguyệt Mai ghé lại thêm thăm cái ngôi trường cũ, ngôi trường mà lúc mà Nguyệt Mai mới ra trường luôn á, Nguyệt Mai dạy ở ngôi trường này thì cách đây cũng đã 14-15 năm rồi cả nhà. Nguyệt Mai chưa có về thăm lại ngôi trường, thì hôm nay đi ngang đây thì Nguyệt Mai muốn ghé vào xem coi ngôi trường đầu tiên của Nguyệt Mai dạy nó như thế nào, giờ ra sao nha cả nhà. Thì ngôi trường của Nguyệt Mai khá là nằm ở một nơi khá là thơ mộng, sát bên cái núi Trầu, nó có cái đường cuốn quanh vào đi vào này cả nhà.
Lúc trước thì cây cối nó cũng ít rậm rạp hơn bây giờ. Bây giờ mình mai thấy có nhiều cây cối và xuất hiện một số nhà dân ở đây. Còn lúc trước mình mai đi dạy là không có nhà ở đâu cả nhà, chỉ có một vài ngôi nhà thôi. Đây là cả nhà, đây là ngôi trường của Nguyệt Mai dạy nè cả nhà. Bây giờ là nó có hàng rào hết rồi cả nhà ơi. Lúc trước Nguyệt Mai dạy á, thì không có hàng rào gì hết nha cả nhà. Chỉ có bốn cái phòng học nằm ở đây thôi, và xung quanh cũng không có cây cối gì hết. Còn bây giờ nó đã có nhiều gốc bàng to che mát cái sân trường này nè. Còn cái trường á, thì có hàng rào rồi cả nhà, hàng rào bao quanh rồi. Lúc trước Nguyệt Mai dạy là không có hàng rào gì hết luôn nha cả nhà. Còn cái sân trường này thì Nguyệt Mai thấy là cũng có sự đổi mới nè cả nhà ơi. Lúc trước là cái sân trường này là nằm trũng sâu xuống, thấp xuống cả nhà, vào một khoảng đất rộng, học sinh các em vui chơi ở cái khoảng sân này. Còn bây giờ thì đã được nâng cao lên rồi nè, còn có lát xi măng để dẫn vào các phòng học nè. Cái phòng học đó là Nguyệt Mai dạy phòng này nè cả nhà. Đó, Nguyệt Mai dạy ở cái phòng học này. Rồi lúc trước là không có cây cối xung quanh cái sân trường đâu cả nhà. Đó, chỉ có bốn phòng học thôi, và cái sân trường nằm trũng thấp xuống bãi cỏ xung quanh gì đó, các em cứ nô đùa ở đó. Thì hôm nay Nguyệt Mai đến thì thấy có sự thay đổi rồi, nhà cửa xung quanh cũng có nhiều ngôi nhà mọc lên rồi nè cả nhà. Ngôi trường thì cũng có tường rào lại chắc chắn, cũng đẹp hơn xưa rất nhiều rồi. Lúc trước Nguyệt Mai dạy thì không có đẹp như gì đâu. Hôm nay mùa hè thì trường đóng cả cửa rồi nha cả nhà. Thì Nguyệt Mai chỉ đến ghé thăm như vậy thì thấy ngôi trường có sự đổi mới hơn thì Nguyệt Mai cũng rất là vui. Và bây giờ Nguyệt Mai sẽ từ giã ngôi trường Nguyệt Mai đi tiếp nha. Xin chào ngôi trường thân yêu, ngôi trường đầu tiên của Nguyệt Mai dạy ở đây nha. Chúc cho từ ngôi trường này sẽ có nhiều em học sinh ngoan, học giỏi và sẽ góp phần xây dựng đất nước nha. Thank you.
Cả nhà ơi, từ hồi nãy giờ vượt qua một quãng đường dài thì cuối cùng Nguyệt Mai cũng đã đến được thành phố Hà Tiên rồi nha cả nhà. Đây là phía bên kia là thành phố Hà Tiên đó cả nhà. Cả nhà ơi, thì đi bọc lên thì sẽ đến cái cầu Tô Châu, còn hướng này là hướng đi từ Gạch Giá lên Hà Tiên đó cả nhà, theo đường quốc lộ á. Còn Nguyệt Mai không đi đường quốc lộ thì nãy giờ Nguyệt Mai đi tắt ở phía bên trong này nè, chỗ bến phà Thạnh Thới nè. Nguyệt Mai bọc vòng lên thì đây là Nguyệt Mai đang đi trên cái cầu này, là cầu Tô Châu nha cả nhà. Là phía đi về qua Hà Tiên nè cả nhà. Còn kia là cái hướng từ Kiên Lương đi về đó cả nhà. Ở xa xa kia là bến phà Thạnh Thới. Bến phà Thạnh Thới hồi nãy Nguyệt Mai vừa mới quay đó cả nhà. Nguyệt Mai vừa mới đi một vòng bọc lên trên đây rồi đến chân cầu, lên chân cầu đó cả nhà. Hồi nãy Nguyệt Mai đi đường tắt á, cho nên bọc qua cái chân núi đó cả nhà. Từ chỗ Kiên Lương của Nguyệt Mai đi vòng qua bên kia, đi đường tắt qua cái chân núi này, đi vòng bên đây là tới cầu. Đó là đi đường tắt nha cả nhà. Còn nếu mình không đi đường tắt thì mình đi thẳng đường quốc lộ kia, có thể là con tàu này đi Phú Quốc hoặc là đi ra các hòn đảo khác của tỉnh Kiên Giang đó cả nhà. Đó, xe Honda người ta để trên những con tàu thì cả nhà, bây giờ người ta chở du khách đi đó. Chắc là tàu này đi Phú Quốc đó cả nhà. Phú Quốc đó. Chạy qua đây, xuyên qua chiếc cầu này và tới bên kia là đi qua Phú Quốc. Còn cái kia là pháo đài nha cả nhà. Còn pháo đài ở bên kia là Hà Tiên đó cả nhà. Chợ cá Hà Tiên thì cả nhà thấy xa xa cái chữ chợ cá Hà Tiên chưa? Đó, chợ cá Hà Tiên đó đây. Đó, chợ Hà Tiên bên đó đó. Đó. Đó là chợ cá Hà Tiên. Xa tuốt đằng kia là bến phà Bình An Hà Tiên đó cả nhà. Bến phà Bình An Hà Tiên nó nằm ở đó đó. Cả nhà ơi, video của Nguyệt Mai đến đây cũng khá dài rồi. Nguyệt Mai xin kết thúc video tại đây. Xin cả nhà hãy cho Nguyệt Mai xin một like, một đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để ủng hộ Nguyệt Mai nha cả nhà. Nguyệt Mai xin chào cả nhà, hẹn gặp lại ở video sau nha.